Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, theo yêu cầu từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, từ 6 giờ ngày mùng 7 tháng 3, tất cả khách nhập cảnh vào Việt Nam bắt buộc sẽ phải khai báo y tế. Bên cạnh việc khai báo y tế bằng giấy, cần khẩn trương triển khai khai báo y tế bắt buộc bằng hình thức điện tử để tạo thuận lợi cho hành khách nhập cảnh vào Việt Nam. Việc này có thể được thực hiện ngay tại sân bay trước khi hành khách lên máy bay. Các cửa khẩu có phiên dịch viên tiếng Anh, tiếng Campuchia, hỗ trợ khai báo y tế và sàng lọc tờ khai. Hiện Việt Nam đã áp dụng tờ khai y tế phòng ngừa COVID-19 đối với khách nhập cảnh từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Italia. Quá trình này có kiểm dịch viên y tế làm thủ tục nhập cảnh, hướng dẫn hành khách và đóng dấu xác nhận. Khi phát hiện hành khách có biểu hiện nghi ngờ COVID-19, kiểm dịch viên y tế tiến hành cách ly người bệnh, báo cáo đơn vị y tế để đưa về địa điểm cách ly tập trung giám sát. Trước thông tin phản ánh trên báo chí về tình hình giá thịt lợn có xu hướng tăng cao, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tác động của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng CPI. Cụ thể Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tài chính, Công thương và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại thông báo số 35 ngày mùng 2 tháng 2 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về đảm bảo cân đối cung cầu và kiểm soát giá thịt lợn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện trước ngày mùng 10 tháng 3 năm 2020 một cách cụ thể nêu rõ trách nhiệm của việc tăng giá này. Tổng cục thống kê chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tác động của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng CPI, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan để có giải pháp đảm bảo mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2020 theo mục tiêu Quốc hội chính phủ giao. Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn của huyện Bảo Thắng đã tập trung chỉ đạo tổ chức có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên Hiện nay, hội phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Bảo Thắng đang tin chấp với các ngân hàng hội phụ nữ tỉnh cho trên 5.000 hộ gia đình hội viên phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ trên 368 tỷ đồng. Cùng với đó, hội phụ nữ huyện đã quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan trong việc hỗ trợ hội viên về kỹ thuật sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, chính các hội viên phụ nữ ở các chi tổ hội cũng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ nhau về ngày công lao động, tư liệu sản xuất, con giống, vốn, không tính lãi và chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế. Chỉ tính riêng trong 3 năm gần đây đã có 3.846 hội viên có điều kiện kinh tế khá giàu, giúp 1.983 hội viên nghèo cho vay vốn không tính lãi và giúp công lao động, cây con giống, thóc ngô. Tổng số tiền và hiện vật trị giá trên 1 tỷ đồng. Qua đó góp phần giúp hơn 200 gia đình do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Để tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích hội viên phụ nữ trên địa bàn phát triển, Hội phụ nữ huyện đang tiếp tục đẩy mạnh khuyến khích hội viên tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua sáng tạo khởi nghiệp, đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ hội viên phát triển đã có. Thưa quý vị và các bạn, Năm 2016, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi của Lào Cai là 35,1%, trong khi đó con số bình quân của cả nước là 24,6%. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cao đó là sự hạn chế về kiến thức dinh dưỡng trong một bộ phận nhân dân, nhất là ở khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi vậy, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức được tỉnh Lào Cai xem là một trong những giải pháp hữu hiệu để giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Khi sinh cậu con trai đầu lòng, do thiếu kinh nghiệm về dinh dưỡng nên chị Lục Thị Lì ở thôn Na Vai xã Bản Sen của huyện Mường Khương gặp khá nhiều khó khăn. Đặc biệt ở giai đoạn 4 đến 5 tháng tuổi, thể trạng con chị luôn yếu, thường xuyên cần sự can thiệp về y tế, nguy cơ suy dinh dưỡng khá cao. Vậy nhưng sau khi được đội ngũ cán bộ thầy thuốc ở trạm y tế xã tư vấn về cách tổ chức bữa ăn, đảm bảo bốn nhóm dinh dưỡng, sức khỏe của con chị đã được nâng lên rõ rệt mỗi lần cho con đi tiêm chủng thì cũng được các cán bộ, các cô, các chị cán bộ ở trạm y tế là luôn truyền thông cho cái công thức nấu bột cho con ăn dặm trong thời gian là 7 tháng trở lên đấy. Ạ. thì đến lúc đấy thì tôi cũng về nhà tôi cũng áp dụng cái công thức của cán bộ truyền đạt cho cũng phải có đủ các bốn nhóm thực phẩm là chất tinh bột này, chất mỡ này, chất đạm và chất vitamin vitamin thì cũng có trong trong đấy thì có đủ các loại rau củ quả thì trong cái thời gian ăn đấy thì trong 7 tháng từ 7 tháng trở lên cho con ăn thì lúc đấy thì con tôi cũng ổn định được cái chiều cao cũng như là cân nặng của trẻ Chị Lục Thị Lì chỉ là một trong rất nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự tư vấn, hướng dẫn của ngành chuyên môn về những kiến thức liên quan đến dinh dưỡng trong quá trình chăm sóc con trẻ đặc biệt là từ năm 2017, trên cơ sở thành công của mô hình cải thiện và thực hiện chăm sóc trẻ dựa vào cộng đồng do tổ chức UNICEF tài trợ tại một số huyện 30A, ngành y tế đã giả soát và tham mưu để tỉnh Lào Cai hỗ trợ, giúp 22 xã đang triển khai chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 triển khai mô hình chăm sóc nuôi dưỡng trẻ dựa vào cộng đồng để đẩy nhanh tốc độ giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Để được triển khai được cái mô hình này thì chúng tôi cũng uh, xây dựng được tiêu chí để thực hiện một cái mô hình như thế nào cho nó hiệu quả. Phải giảm được cái tại những cái xã xây dựng nông thôn mới này và làm sao để giảm cái tỷ lệ sinh dưỡng thể thấp còi. Có nghĩa là chiều cao trên tuổi của các trẻ dưới 5 tuổi là phải đến năm 2021 là phải đạt dưới 26,7%. Thì chúng tôi sẽ đưa vào uh, xây dựng ra cái, 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 những cái bước để hoạt động cái mô hình này là um, theo đúng cái quy trình của nó và trước khi để triển khai được cái mô hình này thì chúng tôi đã có những cái văn có những cái hướng dẫn xây dựng và từ đấy là lựa chọn những con người tham gia vào mô hình và theo những cái bước định sẵn rồi sau đó là có những cái văn bản chỉ đạo và có cái cam kết với chính quyền địa phương để thực hiện mô hình thực tế cho thấy tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tập trung chủ yếu ở các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống Ngoài các nguyên nhân do sinh đẻ không có kế hoạch, hôn nhân cận huyết thống, thì những hạn chế về kiến thức liên quan đến dinh dưỡng của đồng bào cũng dẫn đến tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cao. Bởi vậy, quá trình triển khai nhiệm vụ giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, ngành y tế đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông. Thứ nhất là chúng tôi củng cố lại toàn bộ hệ thống chuyên trách về cộng tác viên dinh dưỡng. Thì tất cả các huyện đều có chuyên trách dinh dưỡng, tất cả các thôn bản đều có cộng tác viên dinh dưỡng. Thứ hai là làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp với các cơ quan ban ngành, cơ quan truyền thông thông tin đại chúng và kể cả cái hệ thống cộng tác viên chuyên trách dinh dưỡng thực hiện tuyên truyền những cái nội dung ví dụ như là về dinh dưỡng hợp lý này, về phòng chống thiếu vi chất này, phòng chống các bệnh mạng tính không lây này, rồi tập trung vào truyền thông về nâng cao chất lượng bữa ăn này, đa dạng hóa bữa ăn, rồi khuyến khích người dân sử dụng thực phẩm sẵn có tại gia đình, tại thôn bản và chúng ta phải thực hiện đảm bảo an ninh lương thực rồi sau đó giảm nghèo. Nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông dưới nhiều hình thức, những kiến thức về chăm sóc trẻ đã lan tỏa đến nhiều hộ gia đình, đến mọi tầng lớp, mọi giới là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong nhiệm vụ giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cả về chiều cao và cân nặng. Cụ thể, kết thúc năm 2019, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể cân nặng của tỉnh chỉ còn 18,3%. Thể thấp còi cũng đã giảm được 2,2%. Thưa quý vị và các bạn, tại xã Võ Lao huyện Văn Bàn sau khi sắp nhập đã cơ bản hoạt động ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ của tổ chức công dân khi đến giao dịch. Trước đó, theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhập toàn bộ diện tích và dân số xã Văn Sơn vào xã Võ Lao, bộ máy hành chính xã sẽ tập trung tại trụ sở xã Võ Lao trước đây. Việc sắp nhập hai xã sẽ tạo thuận lợi cho việc tập trung các nguồn lực, thu hút và kêu gọi đầu tư giúp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong tuần làm việc đầu tiên ở xã Võ Lao sau sắp nhập, tại bộ phận một cửa của xã đã tiếp 32 lượt công dân thực hiện giải quyết 95 thủ tục hành chính tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Văn Sơn cũ, trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 3, công an huyện Văn Bàn đã phối hợp tổ chức cấp lại sổ hộ khẩu cho người dân thuộc xã Văn Sơn trước đây. Sau khi hoàn thành việc thay đổi sổ hộ khẩu cho 690 hộ dân, công an huyện sẽ tiến hành cấp đổi chứng minh thư cho hơn 2.000 người. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, thiết thực hưởng ứng phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới và thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên đã tổ chức lao động tình nguyện xây dựng mô hình tuyến đường hoa tại khu trung tâm xã Kim Sơn. Để hoàn thành tuyến đường hoa, gần 100 hội viên phụ nữ xã Kim Sơn đã tham gia đóng góp ngày công lao động như xây dựng bồn hoa, cải tạo đất, trồng hoa, xã Kim Sơn ủng hộ một tấn xi măng và cát sỏi xây dựng bồn hoa tạo cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp. Đảng ủy cũng chỉ đạo trực tiếp các ban ngành thể uh, hỗ trợ hội liên hiệp phụ nữ xã để xây dựng cũng như là góp các cái giống hoa và góp công để tiến hành xây dựng. Ngoài ra thì cũng chỉ đạo ủy ban dân xã hỗ trợ hội liên hiệp phụ nữ xã trong đó thì có hỗ trợ một tấn xi để tiến hành xây uh, bồn hoa tạo mọi điều kiện cơ sở vật chất để cho hội liên hiệp phụ nữ xã triển khai thực hiện tới đường ha ở tại xã Kim Sơn. Bà con nhân dân tham gia tích cực phong trào về vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm và công việc trồng hoa hôm nay mang lại lợi ích xanh sạch đẹp trong nông thôn. Việc phát động và xây dựng các tuyến đường hoa trên địa bàn xã nhằm tuyên truyền từ các hội viên phụ nữ và người dân đẩy mạnh thực hiện phong trào gia đình 503 sạch, góp phần xây dựng nông thôn, làng, văn minh, sạch đẹp và nâng cao trách nhiệm của mọi người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.